Hồ Ngọc Hà đoạt giải thưởng đặc biệt của Làn Sóng Xanh. Ngoài giải thưởng này, nữ ca sĩ còn lọt vào top gold gồm 5 ca sĩ được yêu thích nhất. Tối 3 tháng 1, lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hạng mục được công bố. Trong đó, Hồ Ngọc Hà đoạt giải đặc biệt với dự án Lớp Son. Nghệ sĩ Hoài Sa là người đồng hành với nữ ca sĩ trong dự án này. Anh nói, Hà Hồ xứng đáng với những gì cô có. Lớp Son là những dự án của Hồ Ngọc Hà diễn ra trong suốt năm 2016 ở khắp cả nước. Khi xướng tên Hà Hồ đoạt giải hạng mục này, Mr. Đàm cũng dành những lời có cánh để nói về cô. Hồ Ngọc Hà còn lọt vào top gold, bảng ca sĩ top gold gồm 5 ca sĩ Đàm Vĩnh Hân, Tuấn Hân, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn. Nếu Hà Hồ, Mr. Đàm, Tuấn Hân đã nhiều lần đoạt giải này, Hồ Quỳnh Hương và Hà Anh Tuấn khá lâu mới trở lại với hạng mục dành cho ca sĩ được yêu thích. Bảng ca sĩ top hit gồm 5 ca sĩ Nu Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Sơn Tùng MTP và Isaac. Đây đều là những giọng ca gây được dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc trong năm qua. Trước đó, hạng mục được công bố đầu tiên trong đêm giải là 10 nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất. 10 nhạc sĩ đoạt giải gồm có Đỗ Hiếu, Khắc Hân, Tiên Cookie, Only C, Mr. Siro, Vương Anh Tú, Ái Phương, Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Toàn Thắng và Đông Âu. Hai tác giả Ái Phương, Nguyễn Hồng Thuận thay mặt 10 nhạc sĩ chia sẻ cảm xúc khi nhận giải. Bài hát hiện tượng là Của Sau Tất Cả, Khắc Hân do Eric trình bày. Các đề cử gồm sáng tác của Khắc Hân, Only C, Châu Đăng Khoa, Mr. Siro, Tiên Cookie, Vương Anh Tú, Nguyễn Hồng Thuận, Đông Âu, Ái Phương, Phạm Toàn Thắng. Nhạc sĩ Khắc Hân còn đoạt giải hòa âm phối khí. Các đề cử gồm nhạc sĩ Đỗ Hiếu, Khắc Hân và Only C. Giải thưởng Gương Mặt Phát Hiện thuộc về rocker Nguyễn. Các đề cử gồm Lê Thiện Hiếu, Minh Như, rocker Nguyễn và Cindy Hạ Linh. Subin Hoàng Sơn và Bảo Anh đoạt giải nam và nữ ca sĩ triển vọng. Các đề cử gồm Eric, Hòa Minzy, Bảo Anh, Harry Won, Subin Hoàng Sơn và Trọng Hiếu. Single của năm là Cuộc Chạy Đua Giữa Khâu I Love You của Nu Phước Thịnh và Anh Cứ Đi Đi Harry Won, Gửi Người Yêu Cũ Hồ Ngọc Hà và Sau Tất Cả của Eric. Kết quả, ekip của Nu Phước Thịnh đã giành chiến thắng. Ba cặp đôi trai tài gái sắc nhưng bị ném đá nhiều nhất năm 2016. Mặc dù bị ném đá không thương tiếc, các cặp đôi này vẫn dành cho nhau tình yêu mãnh liệt. Tình yêu giữa họ là như thế nào chẳng ai dám chắc. Thế như, khi biết họ đến với nhau, rất nhiều người đã phũ phàng nói đến câu bao lâu thì chia tay. Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân. Trước khi đến với Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân đã bị mang tiếng xấu trong chuyện tình với Ly Khiêu. Yêu nhau thật sâu, nhưng Ly Khiêu có bầu, cả hai lại dắt nhau lên báo để làm ầm ĩ. Lời qua tiếng lại một hồi, Mạc Hồng Quân bị gắn mác phụ tình. Sau đó anh tiếp tục quen Kỳ Hân. Điều đáng nói là trong suốt thời gian đầu, giữa Kỳ Hân và dư luận đã không ít lần tranh cãi. Rồi có chuyện cô và Ly Khiêu suốt ngày bóng gió nhau trên trang cá nhân. Tất cả đã đẩy câu chuyện đi quá xa. Mạc Hồng Quân bị ghét, Kỳ Hân cũng chẳng may mắn hơn. Hết chê bai, nhiều người lại chống cằm chờ ngày rạn nứt của cặp đôi ồn ào. Ấy vậy mà càng nhiều người nói ra nói vào, họ càng yêu nhau sâu đậm. Lần nào cũng vậy, cứ hễ có ai nhắc đến đối phương là họ lại dành tặng nhau những lời có cánh. Và cuối cùng, sau một thời gian quen biết, cả hai đã tổ chức đám cưới. Ở bên Kỳ Hân, chàng Sở Khanh Mạc Hồng Quân trong mắt mọi người đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực. Không chỉ giỏi kiếm tiền, anh còn không ngại chia sẻ việc nhà với vợ. Tình cảm giữa họ đã chứng minh cho công chúng thấy một điều, cứ đúng người đúng thời điểm, mối tình nào cũng sẽ có kết thúc đẹp. Trấn Thành và Harry Won chia tay tiếng đàn không lâu, Harry Won đã bị bắt gặp tình tứ cùng Trấn Thành. Dư luận sôi sục, họ lên án, họ ghét bỏ, họ phủ nhận tình cảm ấy vì cho rằng Harry đã quá vội vàng trong chuyện này, vì cô đã mở mối tình 9 năm chỉ trong chớp mắt để đến với người khác. Chẳng ai biết Harry Won và Tiến Đạt chia tay bao lâu rồi, họ chỉ mặc định rằng Trấn Thành chắc chắn là người thứ ba trong mối quan hệ này. Không chịu im lặng, không muốn bị hiểu lầm, Trấn Thành liên tục lên tiếng, nhưng càng nói anh càng rơi vào mớ bồng bông, không thể nào thoát ra được. Thế là họ bị ghét. Và một khi đã bị ghét rồi thì bất cứ hành động nào của cả hai cũng khiến dư luận cảm thấy ngứa mắt. Đi ăn tối mà hôn nhau à, ghét. Đi xem phim mà ôm ấp à, ghét. Đến thăm nhau trong bệnh viện mà chụp ảnh check-in à, cũng ghét. Từ ghét họ chuyển sang ghét thậm tệ. Dư luận xấu đến nỗi Harry bị vụt mất rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Còn Trấn Thành từng nghĩ đến chuyện tự tử. Anh còn tính viết một lá thư để lại sau hành động dại dột ấy để công chúng nhận ra họ đã ép anh vào con đường cùng như thế nào. Nhưng sau tất cả, họ quyết định tổ chức đám cưới.
Tình yêu ấy kéo dài chưa đến một năm, nhưng cả hai đều thấy không thể vắng nhau trong đời. Trấn Thành từ một người ghét cuộc sống gò bó sợ hôn nhân, đã muốn sống bên cạnh Harry Won đến suốt cuộc đời. Đám cưới của họ đẹp như câu chuyện cổ tích, với những lời lẽ sức mướt và ngôn tình, chẳng kém gì đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Hoàng Kiều và Ngọc Trinh. Như thường lệ, những gì liên quan đến Ngọc Trinh đều ồn ào, lần này cũng chẳng khác đi. Sau lời chia tay mối tình 8 năm, chân dài đã có một thời gian kín tiếng trước khi công khai tình mới. Nhưng vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, nàng 27 trong khi chàng 72, nên chuyện tình của họ cũng lắm những thêu dệt. Ai cũng nghĩ làm gì tồn tại tình yêu, Ngọc Trinh đến với Hoàng Kiều chắc chắn vì tiền, ngoài tiền ra thì chẳng còn lý do nào hợp lý hơn thế. Trinh mặc kệ, dư luận càng ồn ào cô càng hạnh phúc. Người đẹp đi Mỹ như đi chợ, hưởng cuộc sống giàu sang sung sướng bên người đàn ông của đời mình. Trinh nói, cô yêu Hoàng Kiều vì sự chững chạc và quan tâm, thấu hiểu ông dành cho cô, chứ chẳng hề mảy may đến mớ tài sản khổng lồ. Trong khi đó, ngài tỷ phú thương Trinh vì cô làm gì cũng đáng yêu và dễ thương đến lạ. Và họ bất chấp tất cả để đến với nhau, cùng nhau viết lên câu chuyện tình ướt át. Mà mỗi lần lên báo nhắc đến, ông Hoàng Kiều lại khiến những người xung quanh phải nổi da gà vì những lời đường mật. Vừa quen nhau lúc chưa lâu, ông đã đưa Trinh về nhà, giới thiệu với gia đình và còn nhắc đến đám cưới. Với chân dài trà Vinh, bao nhiêu đó chắc là đủ. Vì 8 năm trời bên một người đàn ông giấu mặt, cô tự hào về mối tình của mình lắm nhưng chẳng bao giờ được khoe. Hiện tại Hoàng Kiều và Ngọc Trinh vẫn hạnh phúc và biết đâu họ sẽ đám cưới, sẽ có những đứa con kháu khỉnh, biết đâu chừng. Ba đám cưới của sao Việt gây ồn ào nhất trong năm 2016. Đám cưới Trấn Thành, Harry, Ngọc Lan và Thanh Bình, Mạc Hồng Quân là ba đám cưới gây chú ý nhất trên truyền thông trong năm qua. Đám cưới Trấn Thành và Harry Won. Đúng ngày Giáng sinh vừa qua, đám cưới Trấn Thành, Harry Won đã chính thức diễn ra. Có thể nói, đây là đám cưới thu hút sự chú ý của khán giả, truyền thông. Từ khi yêu nhau, cặp đôi đã gặp phải không ít ồn ào. Có lẽ cũng chính vì thế mà khi lên phát biểu, Trấn Thành đã khiến cho không ít người rơi lệ khi anh chia sẻ đầy xúc động về hôn lễ. Có thể nói trong tất cả những ngày vừa qua, ai cũng nghĩ rằng đây là một câu chuyện đùa. Thực sự ngay bây giờ đứng trên sân khấu này cũng không nghĩ là mình đã giả từ cuộc đời độc thân rồi đấy. Như một câu chuyện cổ tích rất nhiệm màu, Thành đã gặp được Harry. Một lần nữa xin được cảm ơn Harry đã đồng ý cùng Trấn Thành mua một chiếc vé xe để cùng nhau đi hết quãng thời gian còn lại của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Có lẽ chưa có đám cưới nào mà chú rể lại khóc nhiều như Trấn Thành. Những giọt nước mắt của Trấn Thành như lời tự hứa với lòng mình, anh sẽ không để người con gái anh yêu phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Rất nhiều người đã cảm động trước tấm chân tình của chàng diễn viên, MC, luôn nói những câu hài hước, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự sâu sắc, chân thành và nhiều trải nghiệm. Còn Harry, cô hạnh phúc bởi sau bao nhiêu sóng gió, đã tìm được người thực sự yêu thương và hiểu mình. Chưa bao giờ Harry cười hạnh phúc và mãn nguyện đến thế. Trái với màn xúc động khi làm lễ, khi đi chúc rượu từng bàn tiệc, Trấn Thành Harry lại vui cười và nhăn nhít hết cỡ, đúng chức hài hước của hai người ở ngoài đời. Bên cạnh đó, các khách mời là những danh hài nghệ sĩ nổi tiếng nhất showbiz, cũng góp vui khiến không khí đám cưới trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau những giọt nước mắt hạnh phúc, chính là lúc mọi người cùng nở nụ cười và nhảy múa để chúc mừng cho đám cưới được quan tâm nhất, hot nhất và hài hước nhất, hạnh phúc nhất trong năm qua. Đám cưới Ngọc Lan và Thanh Bình. Tháng 7 vừa qua, Ngọc Lan làm đám hỏi với Thanh Bình. Đây là một trong những hôn lễ được sự chú ý đặc biệt của showbiz Việt, bởi Ngọc Lan từ gây ồn ào bởi nhiều câu chuyện tình yêu trước đó. Còn Thanh Bình, anh khá kín tiếng trong showbiz Việt. Trong lễ ăn hỏi, Ngọc Lan nhiều lần bật khóc, cô nhận được sự quan tâm, chăm sóc ân cần của ông xã Thanh Bình. Mẹ của Ngọc Lan cũng không giấu khỏi những giọt nước mắt hạnh phúc vì con gái đã tìm được bến đỗ sau nhiều sóng gió. Chính thức công khai chuyện tình yêu vào đầu năm 2016, cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ những người yêu mến nữ diễn viên khi cô tìm được bến đỗ mới. Nụ cười hạnh phúc của Ngọc Lan khi tìm được hạnh phúc và nét vui vẻ khi có được một người yêu xinh đẹp chân thành của Thanh Bình càng khiến cặp đôi được yêu mến hơn. Thanh Bình cho biết là người ở bên hiểu rõ Ngọc Lan qua từng biến cố, vì thế anh càng yêu thương và lo lắng cho bạn gái hơn. Nam diễn viên gọi người yêu bằng cái tên đáng yêu là Nì và viết: anh chúc cho Nì của anh không còn buồn phiền, sức khỏe thì phải lúc nào cũng tràn trề. Từ nay có anh sẽ làm tất cả để Nình tin rằng cuộc sống này rất đẹp. Mình cùng nhau đi chung đến tương lai tươi sáng hơn nhé. Nhẹ nhàng, lặng lẽ và thật tử tế nhé. Anh yêu em. Hiện tại Ngọc Lan và Thanh Bình đang ở Mỹ để chuẩn bị chào đón con đầu lòng chào đời. Đám cưới Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân.
giữa tháng 6, 2016, Mạc Hồng Quân kết hôn với Kỳ Hân sau thời gian ồn ào vì chuyện tình cảm trên khắp các trang báo. Không giống những nghệ sĩ khác thường chia sẻ khá thoải mái về đám cưới của mình, Mạc Hồng Quân lại rất kín tiếng. Chỉ đến gần ngày ăn hỏi ở quê nhà ở Sóc Trăng của Kỳ Hân, cầu thủ Đào Hoa mới thừa nhận anh chính thức nên vợ chồng cùng nữ diễn viên xinh đẹp. Song dù vậy, Mạc Hồng Quân lại cho rằng đây không phải đám cưới mà chỉ là việc báo hỷ của đám hỏi. Ngay cả khi đã lộ thiệp mời cưới và ảnh cưới, Mạc Hồng Quân vẫn khẳng định cả hai chỉ là một lễ nhỏ ra mắt bạn bè và người thân mà thôi. Còn ảnh cưới thì là cả hai chụp nhưng một dịp vui để làm kỷ niệm. Trong đám hỏi của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân ở Sóc Trăng, mẹ Mạc Hồng Quân không có mặt trong đoàn nhà trai, người ở vị trí thay mẹ anh là cô ruột của Mạc Hồng Quân. Còn trong đám cưới của cặp đôi tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, gia đình cả hai bên đều không xuất hiện. Theo lý giải của Mạc Hồng Quân thì mẹ anh bận kinh doanh ở nước ngoài nên không thể về Việt Nam tham gia ngày vui của con. Còn buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ là báo hỷ với bạn bè khách mời, cũng chỉ có bạn bè của cả hai bên nên không có sự xuất hiện của gia đình hai bên. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên Những Ngọn Nến Trong Đêm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư đầy hạnh phúc bên chồng, kèm theo đó là những dòng trạng thái vui vẻ đầy tinh thần. Hiện Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vừa đón con trai đầu lòng chào đời.